xin kính chào toàn thể các bác, xin mọi miền tổ quốc. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu với các bác là cái mẫu cục đẩy hàng bãi đến từ thương hiệu MUF, hàng rất cao cấp nhá. Mã sản phẩm là MD2006, tức là 2 kênh và 600W trên 1 kênh. Công nghệ sử dụng trong cục đẩy này thì gọi là cực kỳ hiện đại. Nhưng mà ngày xưa em sẽ unbox ra này. Đó, bãi về là nguyên chất nhá, nguyên bụi này. Đây. Đó. Các bác nhìn máy chất không? Đấy. Dân chuyên nghiệp nhìn biết máy này máy gì không ạ? Máy này là máy NA, sản xuất theo cái công nghệ của USCA Mỹ. Đây, quy model này NA Power này, công nghệ của Mỹ nha. Máy sử dụng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 28 sò. 28 sò công suất nhưng chỉ có 24 sò công suất chính, còn lại con này là con đệm này. Đấy, để thúc và đẩy công suất lên. Máy sử dụng là mạch công suất Class H, dòng công suất rất là khỏe, cực kỳ chi tiết. Nguồn này, nguồn 20. À, công số của cục nguồn đây. NA550. Máy rất là xịn nha. Máy NA mạch linh kiện rất là bền. Những cái loại máy NA thì các bác biết rồi, nó độ bền của nó thì gọi là kinh khủng cảm luôn. Vứt nắng, vứt mưa rồi là đánh dồn tải đang 8 ôm, bộc phát xuống 4 ôm đánh bình thường. Không có xin nhê, không có báo clip gì hết. Đánh rất là ác luôn. Đây mặt sau nha. Mặt sau là an ninh input này, chế độ đánh này. Đấy. Báo clip 8 ôm, clip 4 ôm này, đẩy xịn nha, đẩy chính hãng nha. Đấy. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm cục đẩy công suất này thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả. Đấy. Nguồn rất to, nguồn 20, sử dụng là 1, 2, 3, 4, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 20 tụ nguồn. Chưa thấy những cái dòng nào nó nắm tụ nguồn này. Máy này là máy Class H các bác nhá. Này có bù áp tầng thấp, bù áp tầng cao, đánh rất là bền và cực kỳ là khỏe. Máy về là hàng bãi nào chưa vệ sinh, nên như các bác nào đấy thì anh em chúng em sẽ vệ sinh qua và sẽ là đóng gói và gửi hàng cho các bác toàn quốc. Lấy hàng là cọc trước 500. Ok. Xin trân trọng kính chào toàn thể các bác, hẹn gặp các bác trong clip lần sau. Hôm nay review nhanh thôi, test thì chắc tầm trưa này thôi, không test nữa. Đây, mở web đây. Ha, đồng bộ luôn. Đó, đồng bộ luôn. Anh em họ nhà mở web, thương hiệu rất nổi tiếng. Xin kính chào toàn thể các bác.